Sau đây sẽ là video của bài 4, ước lượng tham số. Ở video này thì mình sẽ tóm tắt tất cả những cái lý thuyết quan trọng của bài số 4 dành cho những bạn nào lần trước vì một lý do nào đó mà phải nghỉ học, hoặc là các bạn học rồi nhưng mà muốn xem lại nhé, thì các bạn hoàn toàn có thể xem video này. Rồi, thì ước lượng tham số. Ước lượng tham số là gì? Thì về mặt ý tưởng này, trong thống kê thì người ta sẽ nghiên cứu một cái tổng thể, đúng không? Tổng thể hay còn gọi là đám đông. Đấy, việc nghiên cứu cái này thì nó sẽ giúp chúng ta suy ra được các thông số quan trọng là nu này, là trung bình mẫu, trung bình tổng thể, sigma bình là phương sai tổng thể và p là tỷ lệ tổng thể. Đấy, nhưng mà cái việc nghiên cứu tổng thể này, đúng không? Ví dụ như là cho một tổng thể A là toàn bộ dân số Việt Nam, đúng không? Bây giờ người ta muốn nghiên cứu là trung bình chiều cao của toàn bộ dân số Việt Nam, hoặc là tỷ lệ dân số Việt Nam có chiều cao trên 1m15, thì việc nghiên cứu tổng thể như thế thì nó rất là mất thời gian, đúng không ạ? Và nó sẽ tốn rất nhiều chi phí. Đấy, thì người ta phải đo tất cả chiều cao của tất cả mọi người, đúng không? Sau đó người ta cộng vào rồi người ta chia cho dân số. Thế thì cái điều đấy nó rất là tốn chi phí, nó rất là tốn thời gian, đúng không? Và nó còn chả giải quyết được cái gì. Vậy thì nếu như mà muốn nghiên cứu một tổng thể thì thay vì nghiên cứu toàn bộ tổng thể, người ta sẽ rút ra từ tổng thể một cái mẫu. Đấy, cái mẫu này là tập con của cái tổng thể. Ví dụ như là người ta chỉ lấy ra khoảng 100.000 người thôi. Sau đó người ta sẽ nghiên cứu trung bình chiều cao của 100.000 người này, đúng không? Và trung bình mẫu thì nó ký hiệu là x ngang. Đấy, hoặc là người ta nghiên cứu S phẩy bình là phương sai mẫu và F là tỷ lệ mẫu. Và rồi từ cái này, đúng không? Người ta sẽ sử dụng các phương pháp ước lượng, tức là người ta sẽ tiên đoán, người ta sẽ dự đoán bằng những cái thông số này. Đấy, người ta dự đoán xem là trung bình của mẫu thì dự đoán xem trung bình của tổng thể bao nhiêu, phương sai mẫu dự đoán phương sai tổng thể và tỷ lệ mẫu thì dự đoán tỷ lệ tổng thể. Và đấy chính là cái bài ngày hôm nay chúng ta sẽ học, đấy chính là cái bài ước lượng. Thì ước lượng thì nó sẽ có 3 cái, đúng không? Ước lượng trung bình mẫu này, ước lượng phương sai và ước lượng tỷ lệ. Thì chúng ta sẽ bước vào cái đầu tiên, đấy là trung bình của tổng thể. Trung bình của tổng thể sẽ dùng x ngang là trung bình mẫu để ước lượng cho trung bình tổng thể. Trung bình tổng thể, thế thì nó sẽ có 3 cái, đúng không? Cái đầu tiên là tổng thể đã biết trung bình tổng thể này và đã biết phương sai, đã biết sigma bình phương với x phân phối chuẩn. Thì sẽ có 3 bước. Bước thứ nhất là x này phân phối chuẩn với trung bình và phương sai, đúng không? Sau đó dòng tiếp theo, các bạn ghi cho mình tất cả những cái gì mà người ta đã cho rồi. Đấy, thì để ước lượng trung bình, chúng ta sẽ cần các tham số như là phương sai người ta sẽ cho. N là số mẫu quan sát, ví dụ như trong trường hợp này thì N bằng
Đấy, nó bằng f phải bình này, nó nhân với n trừ 1 chia cho sigma bình. Rồi. Và cái này sẽ phân phối khi bình phương với n trừ 1 và tự do. N trừ 1 bằng tự do. Tiếp theo, nó sẽ hỏi khoảng này, hoặc là tối đa hoặc là tối thiểu, đúng không? Thì bây giờ nó hỏi khoảng nhé. Nó hỏi khoảng ấy thì cái sigma nó sẽ khác với hai thằng kia. Hai thằng kia thì chỉ cần tính một giá trị thôi, nhưng mà riêng với cái thằng sigma này thì nó sẽ phải tính hai giá trị cơ. Giá trị thứ nhất là khi bình phương của n bằng trừ 1 bằng tự do 1 trừ alpha chia 2. Đấy, 1 trừ alpha chia 2 nhé, không phải alpha chia alpha đâu. Và cái giá trị thứ hai là khi bình phương này của n trừ 1 bậc tự do và alpha chia cho 2. Đấy, và hai cái giá trị này chúng ta tra bản. Tiếp theo cái phần P. Cái P của thằng này thì nó hơi lằng nhằng một tí. P của nó sẽ gồm hai cái. Mình viết lui đây, P. Đấy, nó sẽ gồm hai cái. Cái P của cái sigma này nó sẽ khác một tí, đúng không? Nó sẽ là hai khoảng này. Đấy. Khi bình phương của n trừ 1 bậc tự do này với 1 trừ alpha chia 2 sẽ nhỏ hơn khi bình và nhỏ hơn khi bình phương n trừ 1 bậc tự do của alpha trên 2 bằng gamma. Đấy. Mà cái công thức này thì nó thực sự là cũng không có một cái mẹo gì mà để nhớ cả. Cho nên là các bạn chỉ có làm nhiều bài tập thì nó sẽ thành quen thôi nhé. Và từ đó thì sau khi biến đổi chúng ta sẽ ra được cái P của thằng này, đúng không? Nó sẽ là n trừ 1 nhân với s phẩy bình chia cho sigma khi bình phương đấy của alpha trên 2 nhỏ hơn sigma bình phương của nhỏ sigma bình này đấy, nhỏ hơn n trừ 1 nhân với s phẩy bình chia cho khi bình phương n trừ 1 bằng tự do của 1 trừ alpha chia 2. Cái này thì cái khoảng này đúng không, đối với P và nui ấy, thì nó sẽ khác nhau ở dấu trừ và dấu cộng, nhưng mà của thằng sigma thì nó lại khác nhau ở cái đuôi này, đúng không? Nó sẽ khác nhau ở cái mẫu số. Thằng này thì là alpha trên 2 này, còn thằng này sẽ là 1 chỉ đi alpha trên 2. Và cuối cùng là bước 3 trên mẫu cụ thể thì chúng ta thay số vào. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với tối thiểu. Đấy, tối thiểu. Thằng tối thiểu thì là bên tay phải, đúng không? Bỏ cái này đi. Và tối thiểu thì nó sẽ là một phía, đúng không? Mà một phía thì chúng ta sẽ sử dụng alpha. Đấy, cái khoảng này, khoảng, ước lượng khoảng thì nó là hai phía. Người ta gọi nó là ước lượng hai phía. Và hai phía thì sẽ dùng alpha trên 2. Còn ước lượng tối đa với lại ước lượng tối thiểu ấy thì người ta gọi nó là một phía. Một phía thì sẽ sử dụng alpha. Ok, rất dễ nhớ đúng không? Hai phía thì chia cho 2, một phía thì chia cho 1. Rồi. Tiếp theo sau khi biến đổi thì nó sẽ ra được cái khoảng ở đằng sau này. Đấy. Và đây là ước lượng một phía đúng không? Thì nó sẽ là alpha chia cho 1. Rồi, bỏ cái thằng này đi. Bỏ cái thằng này đi nhé, mình không cần phải xóa, các bạn tự hiểu là bỏ đi. Và ở trên này đúng không? Thì chúng ta sẽ sử dụng là alpha trên 2, alpha đúng không? Và chúng ta bỏ cái thằng này đi. Đấy. Tiếp theo là tối đa này. Tối đa thì là bên trái đúng không? Bên trái thì dùng thằng này, dùng thằng 1 trừ. Đấy, nhỏ hơn khi của 1 trừ alpha 2 n trừ 1. Bỏ cái thằng này đi. Ok. Và cái biến đổi của nó thì nó cũng sẽ ra cái này. Và đây là ước lượng một phía đúng không? Thì nó sẽ là alpha chia 1 bằng đấy gamma. Trên mẫu cụ thể thay số. Rồi, đến đây thì mình đã trình bày xong về bài số 4, về lý thuyết của bài số 4, ước lượng tham số. Về phần bài tập thì mình sẽ chữa sau nhé. Và rồi mình sẽ up đáp án lên nhóm. Chúc các bạn học tốt.